yêu thương xoàn giá mềm này dưới 20 triệu này các chị em. Một đôi duy nhất nha, nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Bông này hả, nó là form giống như là form 246, nó form là vừa kiểu giống như là hình hình ngôi sao, hình bông cúc gì đó. Em báo nè, 7 ly nha cả nhà, 7 ly rưỡi ha. Đường kính của cái bông này là 7 ly rưỡi nha, đưa cho nhà mình nhìn gần nè nha. Đường kính là 7 ly rưỡi nha các chị em, có viên chủ ở giữa và viên chủ là hột 3 ly luôn. Đôi này ai mà trái tay vừa trái tay nhỏ thích một đôi bông hộp sàn sáng thiệt sáng, tại vì bông này rất sáng, nó tới nước đê luôn á nha, nhưng mà nó nhỏ xíu à, thấy cưng lắm luôn á. Rồi đôi này lên giao lưu cho các chị em nè, gắn sẵn hai viên kim cương 3 ly luôn nha. 14 triệu 200, 14 triệu 200 thôi, ai thích hốt liền giùm em. 14 triệu 200 chưa đủ tiền mua cái giỏ nữa đó, dưới 20 triệu luôn ha. Và cũng chỉ có một đôi thôi nha cả nhà yêu ơi. Đôi này nó lớn hơn đôi hồi nãy một tí. Chị đẹp nào hồi nãy chốt cái đôi vừa rồi mà nghe không có đọc tên được thì qua tiếp đôi này nha. Đôi này đường kính nó 8 ly, viên chủ là 3 ly 2. Đây, trái tay vừa trái tay nhỏ đeo rất dễ thương nha. Kim cương cũng trắng tinh luôn nha cả nhà. Kim cương trắng tinh sáng ngời luôn. Đây nha, đưa cho mình coi gần ha. Đó, viên chủ là 3 ly 2, kim cương trắng tinh sáng ngời luôn. Rồi đôi này các chị em mua ở bên ngoài ha, rẻ lắm, là cái giỏ cũng phải 15 triệu 2 hộp 3 ly 2 này á, vô á cũng phải tầm phải chừng 7 triệu nữa đi ha. 15 với 7 là ra 22 triệu đúng không? Rồi đôi này của Nga, hồi nãy là 14 mấy rồi. Dạ 14 ha. Rồi đôi này nha các người đẹp yêu ơi. 14 triệu 900. Chốt đơn giùm em, 14 triệu 900 nha, một đôi duy nhất 14 9. Tươi xanh như nồi canh nè. Này viên chủ 3 ly 2 nha, bự hơn đôi hồi nãy một xíu nha, bự luôn nha chứ không có nhỏ đâu. Gắn sẵn 3 ly 6 nha. Nghe sẽ đưa lại cho mình coi gần ha. Trước tiên là nghe sẽ báo đường kính trước nè. Bông này là đường chéo của nó là 10 ly rưỡi nha, đường kính là 9 ly. 9 ly rưỡi. 9 ly rưỡi với lại 10 ly rưỡi. Đây nhìn gần cho nghe nha. Đẹp không các chị em? Viên kim cương 3 ly 6 nhìn gần cho em nha. Đó, 3 ly 6. Đường chéo là 10 ly, đường kính là 9 ly rưỡi nha cả nhà, to bự luôn ha. Rồi cái đôi này nè mấy chị em mà rành kim cương ha, mua cái vỏ này rẻ chứ cái vỏ không ha, cũng phải là 28 triệu là tiền cái vỏ. Hai viên 3 ly 6 là 13 triệu, 28 cộng cho 13 là ra đôi này tầm khoảng 40-41 triệu hai cả nhà yêu ơi. Rồi một đôi duy nhất nè, cuối tuần rồi lên giao lưu cho các chị em đôi này nha. Ngon bổ rẻ nè. 26 triệu 500, 26 triệu 500 thôi nhà mình ơi. Ai thích hốt liền giùm em là bông cưới được luôn nha các chị em. 26 năm. Ngon bổ rẻ đẹp tuyệt vời luôn.